Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh bên em thì chuyên mua bán, trao đổi điện thoại cũ mới, điện thoại siêu lướt giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 21 tháng 9 năm 2024. Và trong cái buổi tối phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm điện thoại giá rẻ là bên em thì các bạn thể đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại siêu lướt giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên các bạn nhá. Và sản phẩm đầu tiên thì trong cái buổi tối phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm này là sản phẩm như là Galaxy Z Fold 4 các bạn nhá. Đấy, với tài chính các bạn cũng như là chưa tới 8 triệu các bạn đã sở hữu sản phẩm cũng như là Galaxy Z Fold 4 này rồi. Đấy, các bạn mua về trải nghiệm chơi game, xem phim, nghe nhạc. Các bạn cần một con máy màn hình to đẹp giá rẻ thì các bạn thể ủng hộ bên em một cây các bạn nhé. Về cái ngoại hình con Galaxy Z Fold 4 này của nhà mình, đấy, về ngoại hình con này của nhà mình thì là ngoại hình của nó thì là vỏ nó thì cũng có hơi phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy, vỏ con này của mình là nó đoạn này này nó hơi phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy, vỏ này của mình là cũng hơi phẩy theo thời gian. Dòng này thì là sẽ trang bị hai màn hình các bạn nhé, nó có một màn hình phụ bên ngoài này và một màn hình to chà bá bên trong các bạn nhé. Đây, ở bên trong nó sẽ có một màn hình to chà bá bên trong các bạn nhé. Thì mình sẽ test coi cái phần camera này. Đấy, camera trước cũng rất là sắc nét luôn, tuy nó sẽ âm qua một cái màn hình này nhưng mà camera của nó vẫn cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Đấy, camera sau thì các bạn chiếc rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, dòng này là hai màn hình bên ngoài, một hình bên ngoài rất là đẹp các bạn nhé. Thì mình sẽ nói đi sâu về chi tiết cái cấu hình của Galaxy Z Fold 4 này của chúng mình các bạn nhé. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED 7,6 inch. Đấy, màn hình của nó, màn hình phụ bên ngoài thì là 6,2 inch. Độ phân giải của nó thì là 2K các bạn nhé. Màn hình rất là đẹp các bạn nhé. Tình trạng con này bên mình thì là màn hình của nó thì là không bị lỗi lầm gì. Chỉ duy nhất một đốm nhỏ trên này các bạn nhé. Đấy, chỉ duy nhất coi như là một đốm mực nhỏ trên này thôi bạn nhé. Các bạn để ý nhá. Đấy, tí đi trên này thôi bạn nhé. Đấy, dùng các bạn mua về xài thì không việc gì cả bạn nhé. Con này bên mình thì là phiên bản công ty này. Phiên bản công ty hỗ trợ 2 SIM 2 sóng bạn nhé. Phiên bản công ty này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Thông tin pin con này của mình sẽ là pin 4400 mAh. Nói chung là 4400 các bạn sạc đầy dùng một ngày cũng cực kỳ là ngon. Dòng này về cấu hình. Cấu hình cái con này của mình sẽ là trang bị của nó sẽ là RAM 12 này và bộ nhớ trong lên tới tận là 256GB bạn nhé. Đấy, RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB. Dòng này sẽ hỗ trợ cổng sạc tai C này và chung luôn tai nghe luôn. Đấy, bạn nào mà đây, màn hình phụ bên ngoài thì rất là đẹp bạn nhé. Đấy, bạn nào mà cần một Galaxy Z Fold 4 mua về chơi game, xem phim, nghe nhạc hoặc để xài. Mẫu điện thoại năm nay mẫu điện thoại gập cực kỳ là chất các bạn nhé. Đấy, ra con Mattel XT3 màn hình này, chất lòi luôn các bạn nhé. Đấy, bạn nào mua trải nghiệm thì các bạn có thể là thay vì iPhone mua iPhone 16 nhưng mà iPhone 16 dùng rất là sướng luôn. Các bạn mua trải nghiệm những con ba màn hình như này rất là ngon bạn nhé. Đấy. Giá thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm coi như là Z Fold 4 này thì bên mình sẽ thanh lý bạn với mức giá coi như là 7 triệu 800 nghìn đồng cho bạn nhá. Và bạn nào các bạn ưng sản phẩm nào thì bạn sẽ liên hệ trực tiếp mình qua hai số hotline là 0966221789 này. Số này bên em đều dùng, số này bên em sẽ dùng Zalo các bạn nhé. Và địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72 này, phố Ba Thá, Việt Nam, Hà Nội. Bạn nào gần các bạn có thể search Google Map qua địa chỉ cửa hàng bên em để giao lưu cho đủ bán. Hoặc các bạn có thể là nhắn tin qua Facebook bên mình các bạn nhé. Link fanpage Facebook thì bên mình sẽ ghim dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể nhắn tin qua Facebook cho mình cũng được nhé. Nếu bạn nào mà không dùng Zalo ấy thì bạn có thể nhắn tin qua Facebook cho được bên em các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên em. Sản phẩm bên em bán ra thì bên em sẽ bao test cho toàn máy là 15 ngày và bảo hành phần cứng lên tới tận là 6 tháng các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm trải nghiệm luôn. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được sản phẩm này là một siêu phẩm của Samsung các bạn nhé. Thay vì các bạn bỏ ra tiền ra mua những sản phẩm của Galaxy S24 Ultra các kiểu thì đây cũng là một mẫu điện thoại thì cũng cực kỳ đáng mua ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Về thiết kế con này của mình thì là thiết kế của nó rất là đẹp các bạn nhé. Cạnh của nó thì sẽ được bo tròn coi như là bốn cạnh này và hai góc trên cho cầm nắm cực kỳ là chắc tay các bạn nhé. Hàng này bên em thì là đẹp, nét là nét luôn, dành cho các bạn coi như là kỹ tính các bạn nhé. Đấy, hàng này bên em thì dành cho các bạn coi như là hàng coi như là nét nét luôn, dành cho bạn kỹ tính luôn. Nếu mà các bạn nào mà cần một con máy, hàng này thì nói chung là chỉ thiếu mỗi hộp thôi, chỉ thiếu mỗi cái hộp như này các bạn nhé. Đây là các bạn thả hộp vào đây là thành máy mới các bạn nhé, chỉ thiếu mỗi hộp thôi là các bạn thả hộp là thành mới các bạn nhé, mới tinh 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 các bạn nhé. Đấy, còn nguyên siêu màn hình với siêu lưng các bạn nhé, siêu viền luôn, máy rất là đẹp các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy S22 Ultra 5G này của mình các bạn nhé. Con này bên mình thì là phiên bản của Mỹ này, phiên bản U của Mỹ các bạn nhé. Hỗ trợ 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 SIM eSIM các bạn nhé.
thông tin pin con này của mình sẽ là trang bị viên pin là 5000, đấy, 5000 mAh. Nói chung là 5000 mAh các bạn dùng một ngày, nói chung là cực kỳ là ngon các bạn nhé. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED, độ phân giải của nó thì là 2K, đấy, màn hình của nó thì là rộng 6,8 inch các bạn nhé, 6,8 inch. Tần số quét màn hình thì là con này có tần số quét màn hình thì là siêu nhanh, lên tới tận là 120Hz các bạn nhé. Con này của những bên em thì cấu hình cực kỳ là khủng bạn nhé. Dòng này sẽ trang bị một con chip Qualcomm Snapdragon là 8 Gen 1, nói chung là chip Snapdragon là 8 Gen 1 các bạn, dùng thì cực kỳ là ngon bạn nhé. Đấy, dòng này có hỗ trợ cái bút để các bạn thể là bấm bút quay phim chụp ảnh rất là ngon bạn nhé. Đấy, hỗ trợ cái bút các bạn thể bấm bút quay phim chụp ảnh rất là ngon bạn nhé. Cấu hình con này của mình là siêu khủng các bạn nhé. RAM 12 và bộ nhớ trong lên tới tận là 512GB. Nói chung là với bộ nhớ trong 512GB bạn lưu trữ một ngày, lưu trữ thì thật các bạn, nói chung là các bạn làm chụp ảnh vừa vừa cả đời không bao giờ hết các bạn nhé. Thiết kế camera trước của nó theo kiểu nốt ruồi này. Đấy, nhìn rất là sang xịn mịn các bạn nhé. Chụp ảnh siêu đẹp luôn. Đấy. Camera sau lên tới tận là 108MP. Ống zoom chống zoom quang học các kiểu. Chụp ảnh rất là đẹp các bạn nhé. Zoom xa, zoom gần rất đẹp các bạn nhé. Đây camera trước của nó lên tới tận 40MP này. Rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy. Với tài chính các bạn mà hơn 12 triệu đồng thì các bạn có thể cân nhắc số điện thoại cực kỳ là ngon. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là sản phẩm có như là Galaxy S22 Ultra 5G này thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá là 12.700.000 đồng cho phiên bản là 512GB bạn nhé. Với phiên bản coi như là 128GB thì bên em đang tạm hết các bạn nhé. Bên em chỉ còn duy nhất coi như là phiên bản 512GB. Sản phẩm này thì bên em sẽ có màu đen và màu xanh các bạn nhé. Đấy, trong kho bên em thì sẽ là có màu đen. Bạn nào mà cần lấy màu đen thì các bạn phải nhắn tin bên em thì bên em sẽ lấy màu đen cho bạn nhé. Dòng này có hỗ trợ cái bút, các bạn có thể là bấm bút quay phim chụp ảnh vẽ vời các kiểu, rất là ngon các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì nhà em lại về sản phẩm này là sản phẩm như là Galaxy Note 20 5G các bạn nhé. Đấy, với tài chính các bạn coi như là loanh quanh hơn 5 triệu đồng này thì các bạn có thể là mua sản phẩm có như là Galaxy Note 20 này các bạn, rất là ngon các bạn nhé. Dòng này cũng có hỗ trợ cái bút này, các bạn có thể là bấm bút quay phim chụp ảnh vẽ vời, vẽ chim vẽ cò, rất là ngon các bạn nhé. Trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà bên em thì là còn duy nhất hai màu, một là màu xanh và hai là màu đen các bạn nhé. Sản phẩm này thì trong kho bên em vẫn còn hai màu này các bạn nhé, trong kho bên em thì vẫn còn hai màu này nên các bạn thâu đặt hàng các bạn nhé. Màu xanh thì cũng rất là đẹp luôn và màu đen rất là đẹp các bạn nhé. Dòng này thì cũng là trang bị một màn hình rất là đẹp các bạn nhé. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED này 6,7 inch, độ phân giải của nó cũng là Full HD cộng, màn hình rất là sắc nét các bạn nhé. Về cái cấu hình con này của mình thì là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ hai sim, một sim vật lý và một sim eSIM. Thông tin pin sẽ là pin 4300mAh. Dòng này sẽ trang bị là camera của nó thiết kế kiểu nốt ruồi, chụp ảnh cũng rất là đẹp bạn nhé. Đấy, camera trước sau này selfie thì cũng chụp ảnh rất là sắc nét bạn nhé. Trước sau selfie rất là đẹp bạn nhé. Cũng hỗ trợ cái bút này, các bạn có thể là bấm bút này quay phim chụp ảnh vẽ vời, nói chung là vẽ hoa là cảnh rất là ngon các bạn nhé. Dòng này sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 865, chip rồng. Chip này các bạn gánh game hay chạy đa nhiệm ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Phiên bản sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và dòng này thì là màn hình đẹp bạn nhé. Đẹp, nét đẹp luôn. Hôm nay bên em về lô này thì không khác gì máy mới luôn, chỉ thiếu mỗi hộp thôi, các bạn thảo hộp là thành máy mới các bạn nhá. Giá thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Galaxy Note 20 5G này thì bên em sẽ thanh lý cho bạn với mức giá là 5.400.000 đồng cho bạn nhé. Giá có 5 củ tư thôi, rất là nét nẹt cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm này là sản phẩm có như là Galaxy S21 Plus 5G các bạn nhé. Plus 5G này bên em về được hai màu, một là màu tím và hai coi như là màu đen các bạn nhé. Sản phẩm này trong kho bên em sẽ đủ màu cho bạn, coi như là giao sẵn ngay trong ngày luôn bạn nhé. Đấy, bạn nào gần thì bạn thể qua cửa hàng bên em được giao lưu mua bán trao đổi cũng ok các bạn nhé. Đấy, camera trước cũng là thiết kế kiểu lốt ruồi này, rất là đẹp các bạn nhé, nhìn cực kỳ tinh tế các bạn nhé. Camera thì cực kỳ sắc nét các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy S21 Plus cộng 5G này của bên em thì là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ hai sim các bạn nhé. Này, hỗ trợ hai sim này. Thông tin pin sẽ là pin 4800mAh. Cấu hình cái con này của mình sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và có tốc độ tần số quét màn hình lên tới tận là 120Hz các bạn nhé. Siêu nhanh siêu mượt cho bạn. Đấy. Dòng này sẽ là pin 4800mAh, hỗ trợ một màn hình AMOLED Full HD cộng 6,7 inch các bạn nhé. Chạy chip Qualcomm Snapdragon là 888 5G các bạn nhé. Cực kỳ là ngon luôn. Đấy.
với tài chính các bạn coi như là 5.900.000 đồng thì các bạn có thể là sở hữu một em này, xài rất là ngon các bạn nhé. Đấy, tài chính 5.900.000 các bạn mua em này thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn mà quan tâm sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên em hàng các bạn nhé. Sản phẩm này bên em trong kho bên em thì còn đủ 2 màu nên là các bạn tha hồ đặt hàng các bạn nhé. Tiếc quá, cái con này thì bên em 128GB bên em lại hết các bạn nhé. Hôm qua chỉ còn duy nhất một chiếc thì là khách đã chốt mất rồi. Còn 512 này thì bên em sẽ đủ màu nhé, sẽ đủ màu xanh và màu đen cho bạn, giao ngay trong ngày các bạn nhé. Về tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về cũng là một siêu phẩm của Samsung, cuối đời của dòng Note các bạn nhé, cuối cùng của dòng Note này. Đấy, cực kỳ là ngon bạn nhé. Trên tay bên em đây sản phẩm như là Galaxy Note 20 Ultra 5G. Hàng này thì là cũng là nét là nét các bạn nhé, dành cho các bạn coi như là kỹ tinh nhất này, các bạn mà ưa cái sự coi như là vẻ đẹp này, trẻ trung này, sang xịn mịn này, cần một con máy đẹp nó không khác gì máy mới. Hàng này bên em chỉ thiếu mỗi hộp thôi, các bạn thả hộp là thành máy mới các bạn nhá. Thì mình sẽ quay sơ qua qua. Ui giời, ngoại hình nét là nét luôn các bạn nhá, màu đồng và màu đen các bạn nhá. Sản phẩm này trong kho bên em thì sẵn hàng đủ giao cho bạn coi như là trong ngày luôn các bạn nhá. Mình sẽ nói sơ chi tiết về cái cấu hình con Galaxy Note 20 Ultra 5G này của mình các bạn cho bạn nhé. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED rất là to luôn, 6.9 inch. Đấy, 6.9 inch các bạn nhé. Đây thì mình sẽ xem cho bạn nhé. Đấy, 6.9 inch. Độ phân giải của nó thì là 2K các bạn nhé. Độ phân giải màn hình của nó thì 2K. Dòng này sẽ là bên mình thì là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ 2 SIM, một SIM vật lý và một SIM e SIM. Thông tin pin sẽ là pin 4500 mAh, nhưng mà 4500 mình dùng con này, mình đã test con này dài rất là trâu bò bạn nhá. Camera thiết kế theo kiểu nốt ruồi này, nhìn rất là sang xịn mịn các bạn nhá, rất là đẹp luôn. Đây là camera này, mình sẽ zoom vào cho bạn nhá. Úi dồi ôi, nét luôn. Đấy, camera trước quá là nét các bạn nhá. Dòng này thì là cái màn hình của nó thì là cong tràn viền ra bên ngoài, nói chung là về cái độ thiết kế thì quá đẹp luôn rồi. Đấy, nói chung là cái màn hình cong ra bên ngoài rất là đẹp các bạn nhá. Con này bên mình thì là về cấu hình sẽ là trang bị sẽ là RAM 12 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB và có sổ hỗ trợ tần số quét màn hình siêu nhanh siêu mượt lên tới tận là 120Hz các bạn nhé, quá ngon luôn rồi. Dòng này sẽ trang bị một con chip Qualcomm Snapdragon là 865, chip rồng các bạn nhé. Nói chung là chip này thì là với phân khúc coi như là hơn 8 triệu một chút thì cực kỳ là ngon các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm coi như là Galaxy Note 20 Ultra 5G này thì bên em sẽ thanh lý cho các bạn với mức giá là 8.200.000 đồng. Đấy, một con máy coi như là nét các bạn nhé. Các bạn mà đam mê những cái máy mới như này thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. 8.2 cho các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em về được một số mẫu máy mới, nguyên hộp phụ kiện bạn nhé. Mẫu máy mới này thì là được bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên cho bạn. Đấy, nếu nhà các bạn mà có ông bà này, bố mẹ, người thân này cần một con máy mới, nói chung là mua về tặng, mua về làm quà, hoặc là mua tặng bà xã, người yêu, hoặc là mua về làm quà tặng thì có thể ủng hộ bên em một cây bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay ấy thì là một mẫu máy mới này. Trên tay bên em đây là sản phẩm cũng như là Redmi Note 13 Pro 5G các bạn nhé. Con này bên em thì là phiên bản là 5G các bạn nhé. Đấy, phiên bản 5G. Con này của mình là phiên bản là sách tay các bạn nhé. Con này sẽ là phiên bản là sách tay các bạn nhé. Trong đây nó sẽ là ốp này, ốp trong đây là sẽ là kèm ốp các bạn nhé. Đây, và đây là máy các bạn nhé. Vừa dưới đây sẽ là kèm theo sạc, củ sạc, sạc 67W các bạn nhé. Đấy, cái con Note 13 Pro 5G này thì là cấu hình rất là khủng các bạn nhé. Đấy, về thiết kế rất là đẹp các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này của nhà mình thì là camera của nó lên tới tận là 200 megapixel này. Dòng này thì là sẽ là hỗ trợ vân đá nhé. Đây, này vân của nó thiết kế theo kiểu vân đá rất là đẹp các bạn nhé. Nói chung là máy màu trắng ngọc trinh thì rất là đẹp các bạn nhé. Vân đá này rất là đẹp luôn, nói chung là cực kỳ là sang các bạn nhé. Dòng này sẽ trang bị một màn hình, nó quá đẹp các bạn nhé. Màn hình thì nó thật phải công nhận là cái con Redmi Note 13 Pro 5G màn hình quá đẹp luôn. Biết tại sao màn hình đẹp không? Tại vì cái màn hình của nó thì là viền màn hình này, nó mỏng dính các bạn nhé. Viền màn hình của nó mỏng, rất mỏng dính, nhìn rất là đẹp, rất là sang bạn nhé. Camera của nó thiết kế nốt ruồi này, nhìn rất là mịn, rất là đẹp bạn nhé. Thì mình sẽ quay về camera này, uấy 200 chấm nó cũng khác bọt các bạn nhé, rất là sắc nét các bạn nhé. Cái cấu hình cái con Redmi Note 13 Pro 5G của nhà mình này thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết các bạn nhé. Con này mình là có phiên bản là có 5G, chip 5G đời mới các bạn nhé. Bộ nhớ trong lên tới tận là 256GB. Nói chung là 256GB các bạn lưu không bao giờ sợ lo đầy các bạn nhé. Thông số chi tiết này sẽ là RAM 8 của nó là RAM 8GB các bạn nhé. Và chạy con chip Snapdragon là 7S Gen 2 các bạn nhé. Nói chung là chip này thì quá là ngon rồi. Pin của nó thì là pin gì nhỉ?
pin của nó, mình sẽ xem con này là pin bao nhiêu bạn nhé. Pin này, pin con này của mình là pin 5100 các bạn nhé, pin 5100 các bạn dùng thì quá ngon rồi các bạn nhé. Với tài chính các bạn mà là hơn 5 triệu đồng thì các bạn mà cần một con máy như thế này mua về làm quà tặng hoặc là các bạn mua về xài thì cực kỳ là ngon các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Redmi Note 13 Pro 5G phiên bản là 256GB này, bên em sẽ thanh lý cho bạn với mức giá là 5.500.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 5.500.000 cho bạn nhé. Đấy, phiên bản là 256GB bạn nhé. Đấy, 5.500.000 đồng cho bạn nhé, giá quá hợp lý luôn. Đấy, giá cửa hàng bên em còn đang bán với mức giá là 5.800.000 này. Đấy, các bạn mua online bây giờ rất là rẻ bạn nhé, có 5.500.000 đồng thôi, phiên bản cực kỳ khủng của bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì nhà mình cũng về được con này là con Redmi Note 13, nhưng mà con này bên em thì là phiên bản là công ty các bạn nhá. Đấy, phiên bản công ty cũng được bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên các bạn nhá. RAM sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB, thì mình sẽ khui hộp ra cho bạn nhá. Con này hôm qua clip ngày hôm qua thì mình đã bóc ra rồi. Đấy, trong đây sẽ là ốp này, đây là máy các bạn nhá. Sản phẩm này thì bên em có 2 màu, một là màu xanh và hai là màu đen các bạn nhá, sẵn hàng giao ngay. Dưới đây sẽ là sạc các bạn nhá, đây sạc ở dưới này các bạn nhá. Dưới đây sạc, dòng này sẽ sạc 33W các bạn nhé. Sạc 33W. Đấy. Đây, Redmi Note 13 các bạn nhé. Đây thì mình sẽ bóc ra cho bạn nhé. Con này thì mình vừa mới active lên xong các bạn nhé. Đây, Redmi Note 13, màn hình cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, cái con Note 13 Pro này màn hình còn mỏng hơn các bạn nhé. Con này cũng là mỏng, nhưng mà không mỏng con kia, con kia còn mỏng hơn các bạn nhé. Redmi Note 13 này của nhà mình thì là bộ nhớ trong sẽ là 128GB này. RAM của nó sẽ là RAM 8 các bạn nhé. Sorry các bạn, là RAM 8. Dòng này sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon là gông là 685 x 8 nhân các bạn nhé. Pin con này của mình sẽ xem pin cho bạn nhé. Pin này, pin 5000 các bạn nhé. Camera thiết kế kiểu lốt ruồi rất là đẹp các bạn nhé. Nói chung là camera lốt ruồi thì các bạn biết rồi. Thiết kế rất tinh tế và rất đẹp các bạn nhé. Camera chụp ảnh cũng là rất là sắc nét này. Nói chung là Xiaomi camera của nó cũng là nghiêng về selfie rất là đẹp bạn nhé. Đấy, về thiết kế của nó thì là vuông và bo tròn, coi như là bốn góc, rất là đẹp bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm coi như là Redmi Note 13 phiên bản chính hãng này thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn ở mức giá coi như là 4.500.000 đồng. Đây, giá cửa hàng là 4.800.000 này, mà bán live online thì bên em bán có gì bao nhiêu nhỉ, 4.500.000 thôi, rất là hợp lý cho bạn nhé. Các bạn mà quan tâm sản phẩm coi như là Redmi Note 13 này, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc người yêu bà xã, ủng hộ bên em một cây các bạn nhá. Gần thì các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ hàng bên em, còn ở xa thì bên mình có ship cô ba miền các bạn nhá. Nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán. Bên em thì có màu xanh và màu đen, sẵn hàng giao ngay các bạn nhá. Nên là các bạn yên tâm các bạn nhá. Redmi Note 13 các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về tiếp tục đủ mẫu máy mới các bạn nhá. Trên tay bên mình đây là sản phẩm cũng như là Oppo A38 các bạn nhá. Oppo A38 này. Con này thì mình sẽ khui hộp ra cho bạn nhé. Con này bên mình thì là bản chính hãng công ty các bạn nhé. Đây, chính hãng Việt Nam luôn. Công ty chính hãng Việt Nam các bạn nhé. Đấy, con này mình bản chính hãng Việt Nam các bạn nhé. Đây, chính hãng màu đen. Đấy, bóc ra luôn. Úi xời. Đấy, con này thì là gì nhỉ? Con này là màu, trong đây là sẽ ốp nhá, trong đây là sẽ ốp này. Đây, sạc các bạn nhé. Sạc 33W các bạn nhé, sạc 33W. Đây, sạc cả bạc. Là sạc 33W các bạn nhé. Sạc 33W có bù vào ta. Rồi thì mình sẽ lắp đặt vào đây. Thì vì thực ra trong có gì nữa không? Đấy, có bù A38 đây nha các bạn nhá. Mai thì mình sẽ tiếp lên cho các bạn nhé. Đấy. Đây. Máy màu đen. Sản phẩm trong kho thì bên em sẽ có màu vàng và màu đen các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà cần màu vàng, đấy, thì em sẽ lấy cho màu vàng. Còn bạn nào mà cần màu đen này, màu đen thì nhìn rất là nhìn sang xinh bình các bạn nhé. Các bạn mua về làm quà tặng người yêu bà xã cực kỳ là ngon các bạn nhá. Oppo A38 này. Con này bên mình sẽ là phiên bản sẽ là RAM 4 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB bạn nhé. Dòng này thì là sẽ là trang bị một màn hình của nó 6.56 inch,
tần số quét màn hình của nó thì là 90Hz các bạn nhá. Pin 5000, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Này. Giá thì là cái con Oppo A38 này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá là bao nhiêu nhỉ? 3.600.000 đồng cho bạn nhá. 3.600.000 đồng. Đây, Oppo A38 phiên bản sẽ là RAM 4, bộ nhớ trong sẽ là 128GB bạn nhá. Đấy. Giá sẽ là 3.600.000 đồng cho bạn nhá. Oppo A38 phiên bản chính hãng Việt Nam các bạn nhá. 3.600.000, rất là ngon, bổ rẻ các bạn nhá. Đấy, bạn nào cần máy mới thì mua về làm tà quà tặng bà xã người yêu thì ủng hộ bên em một cây các bạn nhá. Sai rồi. Đây là Oppo A38 đấy. Đấy, ngon bổ rẻ, 3.600.000 thôi các bạn nhé. Đấy. Mai thì mình sẽ active lên xem chi tiết về bên trong cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm này là sản phẩm như là Galaxy A255G các bạn nhé. Đấy, Galaxy A255G này, một mẫu máy mới tiếp theo các bạn nhé. RAM sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Con này thì hôm nay thì mình sẽ khu hộp cho bạn nhé. Đấy. Đây, nó có cả hai đai này, một đai bên dưới và một đai bên trên các bạn nhé. Con này thì mình sẽ khu hộp cho bạn nhé. Đấy. Đây. Đấy. Ở Samsung thì là sẽ không có phụ kiện bạn nhé. Ở trong đây là chỉ có dây sạc thôi, ở trong đây là sẽ kèm mỗi dây sạc thôi. Nhưng mà sản phẩm bên em thì bên em bán ra thì bên em sẽ tặng đầy đủ bạn nhé. Ốp này, sạc siêu nhanh này, dán màn hình cho bạn nhé. Đây, dưới đây thì chỉ que chọc SIM thôi. Con này thì là máy mới, nó sẽ chưa có cái gì là nhỉ? Chưa có dán màn hình luôn các bạn nhé. Đây thì mình sẽ rạch ra cho bạn nhé. Đấy, mình đem rạch rất là khéo các bạn nhé. Đấy, đây. Máy mới nó còn chưa có dán màn hình các bạn nhé. Đấy, chưa có dán màn hình luôn. Đấy, mình đây, mặt lưng thiết kế theo kiểu oval rất là đẹp các bạn nhé. Bạn nào mà lấy con này thì mình sẽ tặng coi như là đầy đủ phụ kiện nhá. Sạc siêu nhanh này, ốp và dán màn hình. Còn dây sạc ở trong này nó sẽ có sẵn rồi các bạn nhé. Cái con Oppo các bạn này, cái con Samsung A255G này thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết các bạn nhé. Con này thì bên mình thì là phiên bản chính hãng của Việt Nam này, RAM sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED 6.5 inch, tần số quét màn hình lên tới tận là 120Hz các bạn nhé. Dòng này có hỗ trợ chip 5G, sóng 5G đời mới. Con này thì là mai thì mình sẽ active lên cho bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Galaxy A255G này thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá là 5.800.000 đồng và tặng coi như đầy đủ phụ kiện cho bạn nhé. Ốp sạc siêu nhanh, dán màn hình cho bạn nhé. Đấy, quá là ngon luôn. Bạn nào cần mua máy mới, mua về làm quà này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn thể ủng hộ bên em một cây các bạn nhé. A255G các bạn nhé. Máy này thì quá chất luôn rồi. Đấy. A255G các bạn nhé. Quá là chất luôn. Không có cái gì luôn ạ. Đây, máy mới bây giờ nó không còn cái gì. Con này thì mai thì mình sẽ active lên xem cho bạn nhé. Đấy, mai thì bên em sẽ active luôn. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là cái con này của mình là con Galaxy A15 các bạn nhé. Galaxy A15 thì nó cũng không khác gì con A25 đâu. Nhưng mà nó bản nó chỉ có 4G thôi bạn nhé. Cấu hình cũng là RAM 8 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Samsung bây giờ nó còn cắt hết cả sạc, đây là chỉ có dây sạc các bạn nhé. Đấy, quay tập SIM. Đấy. Máy nó thiết kế rất đẹp các bạn nhé. Đấy, màu xanh. Con kia thì nó có kiểu oval chống trơn chống trượt các bạn nhé. Cái con Galaxy A15 này của nhà mình thì là phiên bản công ty, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Thông tin pin sẽ là pin 5000. Đấy. Cấu hình sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED này, 6.5 inch. Độ phân giải của nó thì là gì nhỉ? Độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Các bạn nào mà cần mua một máy mới, mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân làm quà kỷ niệm thì có thể ủng hộ bên em một cây các bạn nhé. Galaxy A15 này thì bên em mình sẽ tặng đầy đủ phụ kiện cho bạn, sạc siêu nhanh này, ốp và dán màn hình cho bạn nhé. Máy mới nó sẽ không có phụ kiện các bạn nhé, chỉ có mỗi dây sạc thôi. Bên em sẽ tặng đầy đủ phụ kiện cho bạn. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Galaxy A15 này thì bên mình đang bán với mức giá coi như là 4.500.000 đồng. Đây, giá cửa hàng còn 4.600.000 này. Đấy, có 4 củ 5 thôi, cực kỳ hợp lý cho bạn nhé. Các bạn cần máy mới thì mua ủng hộ bên em một cây các bạn nhé. Đấy. Còn các bạn nào mà cần máy mới thì ủng hộ bên em một cây các bạn nhé. Đấy. Quá ngon này, ngon bổ rẻ, ủng hộ bên em một cây các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên mình có một mẫu máy coi như là gì nhỉ?
dành cho các bạn dành mẫu máy 4G này. Nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ người thân mà tuổi cao mắt kém ấy, mà không dùng được điện thoại mà cảm ứng như thế này này, thì các bạn cầm một con máy bàn phím ấy, có chữ to số to, dành cho ông bà bố mẹ người thân làm quà ấy, thì các bạn có thể ủng hộ bên em một cây các bạn nhé. Trên tay mình đây là dòng coi như là 4G của dòng của Master các bạn nhé. Đây, dòng này là Master, sản phẩm này là sản phẩm chính hãng này, được bảo hành coi như là toàn quốc Việt Nam mình các bạn nhé. Sản phẩm này là chuẩn 4G các bạn nhé, bao cho bạn coi như là cắt sóng hay là không bị cắt lo, không lo sợ lo cắt sóng bạn nhé. Nếu mà cắt sóng bên mình sẽ hoàn tiền 100% và không lấy lại máy luôn, cho luôn các bạn máy các bạn nhé. Đấy, bên em nói là làm các bạn nhé. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Đợt trước mình còn duy nhất là một cây này, mình cũng còn duy nhất một cây này các bạn nhé. Đợt trước mình đang bán là 630.000 đồng này, nhưng với ở ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý nốt cho bạn với mức giá là 500.000 đồng các bạn nhé. Đấy, dòng này thì là rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà cần một con máy mà nghe gọi này, 4G này. Đấy, máy 4G bạn nhé. Đấy, được bảo hành coi như là chính hãng này, bao chuẩn 4G, không bao giờ lo cắt 4G bạn nhé. Đấy, thì ủng hộ bên em một cây bạn nhé. Giá có 500.000 đồng thôi và ship toàn quốc cho bạn nhé. Bạn nào mà mua con này thì các bạn có thể là cọc trước bên em 50.000 đồng, bên em sẽ ship toàn quốc bạn nhé. Đấy, bên em còn duy nhất một cây, thanh lý lốt cho bạn với mức giá là 500.000 đồng bạn nhé. Đấy. Các bạn nào mà không dùng điện thoại cảm ứng hoặc các bạn mua thêm một máy phụ nghe gọi thì 4G thì bạn ủng hộ bên em một con này các bạn nhá. Máy 2G thì là sắp tới là sẽ bị cắt hết các bạn nhá. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình có mẫu hai mẫu thanh lý các bạn nhá. Có hai con thanh lý giá cũng cực kỳ là rẻ các bạn nhá. Trên tay bên mình đây là sản phẩm coi như là Redmi con này mình là con Redmi 9 gì nhỉ? Con này mình là Redmi 9C, bộ nhớ trong 64GB này. RAM của nó sẽ là RAM 3 các bạn nhé, RAM 3, bộ nhớ trong 64GB này. Dòng này của nhà mình sẽ là dòng này của mình là màn hình của nó là 6,5 inch, pin thì là pin 5000. Tình trạng con này của mình là bị vỡ một ít kính màn hình các bạn nhé. Đây, cái kính màn hình của nó thì là bị hơi lẻ một chút các bạn nhé. Đấy, cái kính màn hình của nó thì là hơi lẻ một chút này. Đấy, hơi lẻ một chút các bạn nhé. Đấy, hơi lẻ một chút chỗ này các bạn nhé. Đấy, các bạn để ý kỹ thì mình thấy nhé. Đấy, hơi lẻ một chút thôi. Giá cái con này của mình sẽ là 700.000 đồng cho bạn nhé. Đấy. Đấy, ngoại hình vỏ thì có hơi cũ chầy theo thời gian, giá có 700.000 đồng thôi. Đấy, gần bằng một con máy cục gạch rồi. Đấy, có 700k cho bạn nhé. Redmi 9C này, 64GB, giá sẽ là 700.000 đồng, máy full hết chức năng cho bạn nhé, 700.000 đồng. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình cũng về một mẫu sản phẩm giá cũng là học sinh sinh viên này. Đấy, con này của nhà mình là cái con Galaxy Tab Tab A7 Lite các bạn nhé. Tab A7 Lite, vỏ con này thì là cũng là hơi cũ chầy theo thời gian, tại vì nhà là cũng cho trẻ con chơi ấy, cũng cho trẻ con dùng ấy. Đấy cũng cho trẻ con dùng các bạn nhé. Con này của nhà mình là con này của mình là hỗ trợ cổng sạc tai C luôn các bạn nhé, jack tai nghe 3.5 rất là ngon bạn nhé. Tab A7 Lite, con này thì các bạn mua về coi như là nhà các bạn có các em nhỏ ấy, mua về để xem YouTube này, đọc báo này, hay là cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đây, Tab A7 Lite này, con này mình có hỗ trợ sim các bạn nhé. Hỗ trợ sim này, các bạn có thể lắp sim 3G, 4G vào đây để nghe gọi cũng rất là ngon các bạn nhé. Tab A7 Lite này, con này của mình là bộ nhớ sẽ là RAM 3 này, bộ nhớ trong là 32GB. Đây, YouTube lướt mướt mượt các bạn nhé. Đấy, các bạn mua con này về coi như là để cho các em nhỏ ấy, lúc mà các bạn mà lịnh các em nhỏ mà đọc lúc mà ăn cơm ấy, lúc ăn cơm mà các em mà quấy chẳng hạn ấy, thì các bạn có thể quăng cho cái iPad này về. Đấy, bên mình thì mình không có ốp con này, thì các bạn có thể lên Shopee nhé. Các bạn nào mà mua một mẫu ốp con này, các bạn lên Shopee, các bạn đặt một cái miếng cường lực và một ốp, một cái ốp về nữa dùng cho yên tâm bạn nhé. Đấy, các bạn mua về để xem, đọc báo, xem YouTube các kiểu cũng rất là ngon bạn nhé. Đấy, ngon bổ rẻ, màn hình to, pin của nó thì là pin 5001, màn hình của nó thì là 8,7 các bạn nhé. Giá sẽ là 1 triệu đồng cho bạn nhé. Đây, giá có một củ thôi, rất là rẻ cho bạn nhé. Đó, giá có một củ Tab 7 Lite này các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con iPhone 11 Pro Max, giá nói chung là cực kỳ là rẻ các bạn nhé. iPhone 11 Pro Max, con này của mình là máy khách dùng cực kỳ là giữ gìn luôn. Khách hôm nay thì cũng là đổi bên mình là một con lên đời của mình, bên mình là con 13 Pro Max các bạn nhé. Con này của mình thì là máy rất là đẹp luôn, khách cùng cực kỳ giữ gìn, máy rất là đẹp các bạn nhé. Con này là tình trạng là máy zin đét là đẹp luôn. Pin con này của mình là khách đã thay pin dung lượng cao các bạn nhé. Đấy, đây nó sẽ báo như là tình trạng là pin là không xác định. Con này là khách thay pin mới một lần rồi các bạn nhé.
là thách khách thay pin là pin dung lượng cao bạn nhá. Đấy, không phải là pin dung lượng cao luôn. Đấy, thay pin không phải dung lượng gốc theo máy mà thay pin dung lượng cao luôn, cực kỳ trâu bò bạn nhá. Và cái con này mình sẽ bao bạn là zin đét đẹt này, men chưa sửa chữa gì này và màn chưa sửa chữa gì các bạn nhá. Tình trạng iCloud mình sẽ bao bạn là reset hay gì to là thoải mái, chạy lại phần mềm thoải mái các kiểu nhá. Cạn đại đầy điểu luôn. Phiên bản là LLA này, bộ nhớ trong sẽ là 64GB. Bộ nhớ trong sẽ là 64GB, phiên bản là hai SIM bạn nhá. Các bạn có thể dùng một SIM vật lý và một SIM eSIM rất là ngon bạn nhá. Đấy, ta đã thật nó sẽ báo như là linh kiện không xác định này, thay pin dung lượng cao bạn nhá. Tình trạng màn hình con này của mình là nó sẽ bị chảy một tí tí mực này. Đến khách dùng còn không biết các bạn nhé. Khách hôm nay bán lại cho mình để đổi lên 13 bộ đó, còn khách còn không biết luôn. Tại vì lúc đấy là khách đang dán miếng cưỡng lực ấy. Khách đang dán một miếng cưỡng lực phun màn hình ấy, nó sẽ che vào cái chỗ này, này. Đấy, nó sẽ che vào chỗ này. Đấy, lúc mà mình test máy thì mình cũng không biết đâu. Sau mình bóc cưỡng lực ra để mình xem thì mình mới thấy một tí tí chỗ này các bạn nhé. Nó chỉ như cái đầu kim thôi. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý. Cái con này mình sẽ thanh lý bạn mức giá là 6.500.000 đồng cho bạn nhá. Đấy, giá có 6 củ 5 thôi. Con này bây giờ rơi vào tầm khoảng độ là 8 triệu này. Một con máy mà zin ngon bây giờ cũng phải rơi vào tầm 8 triệu đến hơn 8 triệu đồng. Mà các bạn mua con này là 6 triệu rưỡi, cực kỳ là ngon bạn nhé. Đấy. 6.500k con iPhone 11 Pro Max các bạn nhá. Đấy, 6.500, quá hợp lý luôn. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì bên mình lại về được cái con này của mình là con Redmi Note 11 các bạn nhá. Đấy. Chắc là còn mấy sản phẩm kia thì là mai mình sẽ live lốt, thì hôm nay thì quá mệt rồi. Sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà em ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Redmi Note 11, phiên bản sẽ là bù nhớ trong là 128GB này. RAM sẽ là RAM 4 các bạn nhá. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED 6.4. Đấy, tần số quét là 90Hz. Pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng. Đây, màn hình AMOLED rất là sắc nét các bạn nhá. Ngoại hình thì cũng là rất là đẹp các bạn nhá. Giá sẽ là 2 triệu đồng cho bạn nhá. Redmi Note 11 này, giá sẽ là 2 triệu đồng cho bạn. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng ở trong phiên live ngày em ngày hôm nay. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc và xin chào đến lần sau các bạn nhá. Bye bye.